Xin chào ngày mới Nhiên An. Hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn cách thức để sử dụng và nhận biết thế nào là bột nam dược, bột rau củ thực dưỡng. Ở đây trước mặt mình sẽ có ba cái tách nhỏ này là một lượng bột. Khi nhận biết một cái lượng bột có tốt hay không á, có thể bằng cảm quan, mình có thể chấm một miếng mà miết trong bàn tay, viên cái lớp bột đó, nó tan đi trong bàn tay thì cái khả năng nó tan trong nước cũng rất là tốt. Đó là cách thử cơ bản nhất. Và cách thứ hai là cái màu sắc của từng loại lá nó ứng với những cái màu sắc ở tần số khác nhau, thì trung bình á, cái bột nào càng tươi càng ngon, mới làm thì cái màu xanh nó rất là sáng. Ví dụ như là đây là bột lá biềm biệp. Cái màu xanh của lá biềm biệp khi mà sấy trong 3 ngày 3 đêm nó khô giòn tan, thì là nghiền bằng máy với đá Finrenda, nó sẽ ra một cái lớp bột màu xanh sáng rất là tuyệt vời. Đây là màu xanh của lá biềm biệp. Còn đây là màu của bột rau má. Những cái lá nào mà có màu xanh đậm nó sẽ cho ra cái màu xanh rất là sáng như vậy. Thì theo thời gian á, cỡ chừng 3 tháng đến 6 tháng, những cái màu sắc của bột nó sẽ xuống từ 2 đến 3 tông. Có khi là nó xuống cỡ như cái màu như vậy luôn nè. Nhưng mà rất yên tâm, thì trong cái vòng từ 6 tháng đến 9 tháng á, bột này mà bột bảo vệ trong cái môi trường là hũ thủy tinh như thế này, ở ngoài hay là trong tủ lạnh thì có thể được một năm. Còn để ngoài trời thì là 6 tháng là vô tư. Nhưng mà thường thường mình sẽ vô cái định lượng chuẩn là nhỏ là 50g như thế này. Các bạn nào mà dùng xuyên thì trong vòng chỉ có 3 tuần, còn không là chỉ là 1 tháng. Và vì là ở nơi mình làm và trồng là người ta đặt hàng thì mới làm và không có để nhiều, nên là sẽ ít có cái hiện trạng xuống màu. Mà khi xuống màu thì mình sẽ tận dụng, mình sẽ bón lại gốc cây chứ mình không có bỏ, nên là mỗi lần làm chỉ vài ký thôi. Thì riêng cái lá biềm biệp là tháng nào mình cũng làm, tại vì sẽ có một lượng cũng rất là đông những bạn mà chữa bệnh rồi thanh lọc cơ thể bằng lá này rất là hiệu quả, nên là mình sẽ giao lần đầu tiên. Và nếu mà các bạn giữ cái hũ này nè, khi lần sau mình giao lại thì mình sẽ xin lại cái hũ, mình khử trùng xong mình bỏ trở lại. Hai nữa là mình sẽ giao bằng túi zip. Việc của các bạn là về nhà khử trùng lại cái hũ, phơi nắng hay là sấy trong lò chừng 5 phút cho lò nó sạch khuẩn, xong rồi sẽ chế vô thì sẽ tận dụng được bảo vệ môi trường. Mình tuyệt đối không có thích giao bằng túi zip đâu, nhưng mà trừ phi là gửi đi nước ngoài hay bạn ở xa sợ bể lọ đó, là mình mới dùng túi zip. Còn bình thường nó là chỉ một cái lượng duy nhất. Đây nó rất là gọn trong lòng bàn tay. Khi mà kể cả thanh niên mà có ngại đi nữa, mà có uống thuốc như bệnh á, thì cầm theo. Hay là muốn ăn một bữa rau xanh, đây là cỏ lúa mì, một buổi sáng á, nếu mà muốn hạn chế cái việc mà phiền mà ăn rau xanh ở chỗ công sở đó, mình chỉ cầm theo một lọ này, khuấy vô nước. Thì cái cách pha này mình sẽ giới thiệu cho cái cách pha. Bạn sẽ dùng một cái tách nhỏ, nếu mà ở cơ quan thì dùng tách giấy cũng được. Bạn sẽ dùng một cái tách nhỏ, cái định lượng cỡ như vậy. Bạn sẽ cho khoảng một cái muỗng, nếu mà cái muỗng da ua là chuẩn cỡ 2g thì cái muỗng này nè cũng cỡ 3g. Một cái muỗng bột cỡ như thế này đây, vào cái tách ha. Xong rồi ở trong đây là mình có chế sẵn một cái ly nước ấm nè, mình sẽ cho cỡ một muỗng hay hai muỗng nước ấm vào. Mình sẽ dùng cái cọ này nè, mình đánh tan cho nó mịn, cho mình mịn sệt như vậy nè. Xong rồi mình mới chế nước sôi cỡ 80 độ thôi cũng được, nước của công sở thì là cái bình nước là cỡ 80 là cùng. Mình chế vào, chế bằng cái lượng mình có thể dự trù là sẽ uống, không có bỏ muối nha, vừa đủ lượng uống thôi. Mình sẽ khuấy nhẹ. Cái chổi này là để đánh tan, nếu mà những bạn nào chuyên xài bột thì sẽ có cái chổi này. Còn nếu mà các bạn không có
có dùng cái chổi này á, thì ở nơi công sở đó, thì các bạn chỉ dùng cái thìa khuấy thôi, nhưng mà nhớ là phải chế 2 muỗng nước ấm trước. Đây, khi mà khuấy ra xong cái chất đang sử dụng là bột của dền đỏ, nói chung là nó rất tốt cho sức khỏe và nó là rất là bổ máu. Đây, nước nó ra một cái màu lung linh rất là đẹp và không có cợn, không có gì hết luôn. Tại khi mình đánh nó đã tan rồi ấy, nên khi mình chế nước sôi vô là nó trương ra rồi nó tan mịn luôn, tại cái bột này rất là mịn. Đây là bột củ nha, còn bột lá nó còn mịn hơn nữa. Đó, rồi để vậy là mình đã có một cái tách này nó ngang với một cái bữa rau xanh. Hay là nếu mà cái này á, bột củ dền đỏ này nè sẽ ưu tiên cho những bạn mà yếu mà mới vừa bệnh dậy mà thiếu máu á, thì là cái cột củ dền đỏ này nó rất là thơm. Nếu mà muốn uống cho ngon á, thì bỏ một chút sữa, còn không thì mật ong, không thì uống không như vậy nó vẫn là thơm, một cái mùi thơm rất là đậm đà và cái nước nó sánh đẹp lung linh luôn. Đó, đấy là cách thức là dùng cho củ thì lùn, dùng lá cũng vậy, dùng lá cũng vậy, là mình sẽ cho cỡ 2 muỗng, mình sẽ không xài cọ nữa nha, tại mình có cọ này nó có màu rồi. Mình ở trong cái tách này nè, mình sẽ cắt 1 muỗng nhỏ, là bột này là bột cỏ lúa mì. Đây, cỏ lúa mì này làm chỗ này là mình có khao cái sữa rồi nên cái màu nó nhạt mà. Còn đây là bột nguyên chất, cho 2 thìa muỗng, 2 cái thìa nước này nè. Dùng muỗng thôi nó cũng tan nữa. Đó, đánh cho nó mệt, nó bệnh, nó dẻo, nó sệt lại nè, để cho nó tan, nó nở cái bột ra. Xong rồi cái nước sôi hoặc nước ấm cỡ 80 độ thôi, chế vào. Rồi, thấy. Cái này là mình không sử dụng cọ nè, cho các bạn đi làm là không có cọ đó, là dùng muỗng thấy bình thường cũng được. Đây là cái màu rất màu khác xa nha, màu xanh mà rất là thơm. Mùi này là cỏ lúa mì, cái pha một chút xíu lá dứa nữa nên là thơm mùi lá dứa. Có muốn bỏ mật ong hay bỏ đường cho nó ngọt cho nó ngon á, thì còn những người mà uống thực dưỡng thì chỉ uống vậy thôi. Nó rất là dễ uống, cỏ lúa mì nó thơm mà, nó giống như là cái rau cỏ vậy đó. Nó mịn tan đây là không còn lợn cợn nữa, nước mà sánh. Thì so với đây cũng là một ly cỏ lúa mì mình pha với sữa nè, khi cần thì phải khuấy lên cho nó hòa lên. 2 cái màu khác nhau hoàn toàn, có sữa thì cái màu nó nhạt như trà sữa vậy đó, còn màu nguyên chất thì đây. Đó là cái cách thức của sử dụng bột. Thì cái bột này á, theo cái phương pháp mà của Nhật thực dưỡng á, thì họ dùng cái phương pháp trà bột á, thì sẽ dùng cái cỏ như thế này. Còn mình sử dụng như thuốc thì mình không cần cọ, vì cái bột nó mình tan rồi, mình đánh nó cũng tan ra. Vậy là có thể là chờ nguội uống được, hoặc là bỏ đá uống cũng được, nhưng mà người bệnh thực dưỡng thì không sử dụng đá. Đó là cái cách thức của mình, để khi mà các bạn có mua cái hộp uống bột về đó là nó không biết sử dụng, thì đó thực sự nó rất là đơn giản, chỉ cần nước trong công ty mà cái vòi nước ấm lạnh á, mình pha vô là mình đã có một cái cốc rau xanh rất là thơm mùi dứa và cọ là với lúa mì. Đó là cách thức mà để sử dụng bột của lúa mì là như vậy, mà chia sẻ với các bạn. Bên cạnh đó thì là mình có trợ duyên cho những bạn mà chữa bệnh, thì các bạn chỉ cần chọn cái loại lá nào và chọn cái phù hợp với cái cơn bệnh mà bạn cần. Ví dụ như những bạn mà bệnh nào cũng đau, cần giảm đau, thì sẽ có cái bột lá biềm biệp này thanh lọc cơ thể và giảm đau rất là tốt. Nếu mà bị vấn đề liên quan tới xương, gãy xương hay là rạn xương gì đó, thì cái này nó cả ăn liền xương rất là nhanh. Thậm chí có vài vị là bác sĩ luôn cũng sử dụng cái này, và không uống thuốc tây mà sử dụng cái này rất là hiệu quả. Nên là riêng cái bột biềm biệp đó là mình có đăng ký thương hiệu và có kiểm định rõ ràng, và mỗi tháng lúc nào cũng sản xuất mới hết á. Nên là ưu tiên nếu mà bạn nào muốn sử dụng biềm biệp hay cần cây trồng hoặc là cần hỗ trợ thì là cứ nhắn mình, sẵn sàng hỗ trợ, mình chỉ là người tư vấn thôi. Còn công ty là công ty Nhiên An sẽ có một đội ngũ chuyên môn là lo ship hàng, còn mình sẽ tư vấn cho các bạn. Hy vọng sẽ chia sẻ được các bạn những cây thuốc Việt Nam, nam dược Việt Nam, mà với một cái tâm thế là trồng sạch và nâng niu mình sử dụng,
trước khi bán, nên tất cả những cái này là mình đã giống như con chuột bạch vậy, mình sử dụng hết trước khi bán và chia sẻ với một cộng đồng ít thôi, tại vì lực mình là không có làm được nhiều, nên là lúc nào á mà bột ra cũng xanh lung linh như vậy là mình tan, chứ không phải lợn cợ. Có vài mình có thử nghiệm vài công ty hyper gì đó đem về xài không có được, nó lợn cợ không có xài được cái gì hết á. Còn cái này hả, cái tốc độ rất là chậm và mình tan luôn, và bảo đảm là trồng hữu cơ trong môi trường sạch, nên là không có sản xuất đại trà, không có sản xuất nhiều. Rất mong là chia sẻ với mọi người cách sử dụng nam dược và nâng niu cơ thể bằng cách là hiểu cơ thể mình đang cần gì và sử dụng những cái sản phẩm thực dưỡng an lành. Chúc một ngày bình an và an lành.